đẹp mà anh. Anh lắp này vừa đựng đồ đi làm đi chơi đều được. Hello các anh em. Đây là cặp thùng hông E22N bên cho Winner X. Mình lắp đi chơi hay đi làm anh? Lắp đựng đồ đi làm. Vừa chơi vừa chạy cứu hộ. Anh chạy cứu hộ nữa à? Chạy cứu hộ cả ban ngày cả ban đêm à? Chạy từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng. Cứu hộ xe máy ạ? À, lóng nghề thế ạ? Tôi biết quý mà. Thế ạ? À, anh cứu hộ miễn phí các anh em nhá. Số điện thoại của anh cho em tôi xin luôn. Hà Nội vào Facebook tìm vào sao? Và vào Facebook tìm ạ. Đội cứu hộ Hà Nội à? Anh chạy Grab và làm cứu hộ miễn phí. Một cái công việc và một cái hành động rất là ý nghĩa. Cặp thùng này có dung tích là 22 lít mỗi bên các anh em nhé. Mỗi một bên thùng thì có 2 chìa. Và hai thùng này thì dùng chung với nhau một chìa được. Ba ga sau này sẵn lên rồi. Khi nào mà cần thùng thì chỉ được lắp thùng vào đây nữa là xong thôi các anh em. Các anh em quan tâm đến thùng xe máy VV thì ghé qua Vinsport địa chỉ 175 ở Tiến Đông Đồng Đa ủng hộ bên em nha. Các anh em ở xa thì có thể inbox bên em xếp hàng về tận nơi cho ạ. Cảm ơn các anh em.